Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì anh em ạ, hôm nay quê mình thời tiết nó trở lạnh và mưa, đâm cũng không đi ra ngoài quay video về chim cảnh anh em xem được. Thì ở trong nhà hôm nay thì lại thả mấy con chim này ra để nghịch quay lên cho anh em xem này. Đây chính là con chim khuyên ngày xưa mình nuôi non này, và mình đang thử cho nó vào cái lồng bẫy này anh em ạ, để ít nữa đi bẫy làm clip vui cho anh em xem. Đấy, con này thì cực kỳ thuần rồi, cung líu cũng cực kỳ là tốt rồi anh em ạ. Đấy, mình thả lồng thì nó lại chui ra đây, cho nó vào đây anh em này. Đây mọi người nhìn nhé, chỉ cần nhử sâu thôi. Đây ra bên này mà chưa biết cửa ấy. Xuống đây, đây, đây. Chui ra đây 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 đây, cửa dưới thấp quá anh em ạ. Rồi thôi, mình dí nó vào mà rồi. Đây đi, ra đây. Ui ơi, không được ăn cám đấy, cám hỏng rồi. Cám này mình để lâu rồi, mình còn đánh mình ấy. Nghịch. Không được, đi ra. Không cho ăn. Để làm nào nhỉ. Đây, ra đi. Cái cám này mình để lâu rồi, không cho đi bẫy. Rồi anh em đợi mình tí nhé. Đấy, ra rồi anh em ạ. Cửa đấy mà, xuống đây hơi lạ, mình để trên nhà cơ. Đấy, ra rồi. Đấy. Anh em này, lên kia rồi. Còn đây này anh em này, đây chính là hai con chim chào mào nuôi non của vụ lắm quả hết, nhưng mà hai con này là con thường. Thì hiện giờ là hai con này thì thằng cu nhà mình nó trông, nó chạm anh em ạ. Đấy, rất là thuần rồi, nhưng con kia còn đang đuổi lông này anh em này. Con này thì cũng sắp xong lông rồi. Đây, bạch đen lúc nào cũng thể hiện là chỗ nhất đàn anh em ạ. Đấy, đây đấy. Đấu đi, đang đấu với cả F4 của mình nhà anh em này. Đấy. Giờ nó cứ như kiểu anh em với nhau, hai con kia không dám gì luôn. Đấy, con kia cũng có thái độ này, con kia cũng rất là tốt rồi. Nhưng mà bây giờ mình thả ra là nó sẽ lao vào con này luôn, cho nên mình không muốn thả cùng nhau nữa. Nó bé thì thả suốt anh em ạ. Hai con thường không dám gì. Đấy, cho bay ra như này thì cái khung con chim nó rất là khỏe anh em ạ. Đây mọi người ơi, ở ngoài này thì một đàn chào mào đang về ăn cây ổi rồi. Tí nữa mình sẽ quay cho anh em xem nhé, với đồng thời xem hôm nay thời tiết ngoài kia lạnh thì chim chào mào nó có về nhiều ăn nhiều không mọi người nhé. Đang có mưa nhỏ luôn, thời tiết này chơi chim thì cực kỳ chán luôn. Ở nhà thì hết trò, thì lại có may có mấy con chim ngồi ngắm thả ra phòng này cũng thấy vui anh em ạ. Đấy, đây cũng là cái cách thường xuyên mình huấn luyện cho những chú chim non nó thuần. Đấy nha mọi người nha, giữa đồng không gió rét này, không có ai luôn, chim nó đói quá nó về đây anh em này. Đấy mọi người thấy nhiều không, hôm nay là chủ yếu chào mào anh em ạ, không thấy khuyên mới cả đàn luôn. Ở trên cây vẫn còn kìa anh em kìa. Đây. Đây con này quá đẹp luôn này. Đấy anh em nhìn thấy con đấy chưa, hầu to. Gió lạnh. Đây nó xếp nó duyệt binh này. Đằng sau mình nó đang ăn được cây ổi chứ, có một đàn anh em ạ. Nhưng đàn đấy chắc mình nghĩ có hai, hơn chục con thôi, 20 con. Đang tranh nhau ăn ổi chín anh em ạ. Tí mình ra mình xem nó còn ở đấy không. Đấy, đang cho mấy chú chim con ở trong phòng tập lực anh em ạ. Đấy nó xả xuống này, bắt đầu xả xuống nữa đây. Đây anh em nhìn này. Đấy, 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 đang xuống này. Đấy, đang xuống đây anh em ạ. Ui, con này thế nào đây.
Ngược sáng quá anh em ạ, nó thời tiết nó âm u, nó hơi tối, quay nó không được rõ lắm. Mùa lạnh thì nó ăn tốc độ nhanh lắm anh em ạ. Đây cứ thỉnh thoảng mình vẫn ra như này thì xem con chim nó như nào, nhìn nó thành quen anh em ạ. Đây này mọi người này, anh em xem là nó còn ăn ổi đây này, rất nhiều luôn đấy. Nhưng mà nó nhìn thấy mình nó bay hết. Đây vẫn còn một số con ở đại này. Đây gió rét quá anh em ạ. Đang ăn quả ổi đấy, đang xà về đấy. Ui cây ổi bên cạnh này. Mọi người nhìn thấy nó xù xù đấy chưa? Chẳng qua nó ngược sáng, nó không, mình anh em không nhìn kỹ được thôi. Nó chỉ có đen đen này anh em này. Toàn trào màu hết đấy. Thế nhưng mà nó gió quá. Nó gió quá nó không ấy được. Đây nó sang đây nó ăn quả ổi chín này anh em ạ. Đây mấy con này giữ này. Anh em thấy con này đẹp không? Còn một đàn còn đang ăn chuối lúc nãy mình quay đấy anh em ạ. Con cưỡng này ở gắn bó với mình cũng sang năm thứ ba rồi này. Rét quá cũng chui vào đây làm rồi. Còn bình thường là nó ngủ ngoài cây anh em ạ. Đấy. Bây giờ là rét là nó chui về nó làm một cái lồng chim này. Ở dưới cái hiên nhà này nó cũng ấm anh em ạ. Đấy. Giờ nó khôn rồi, nó về đây nó làm đây. Đang ngủ. Đấy. Mình đang có ý tưởng là tuyển cho nó con một con nữa để ghép cặp sinh sản với con cưỡng này anh em nhé. Mình thử nuôi thả rông nhưng từ hôm bây giờ cũng chưa tuyển được. Rồi hôm sau này cố gắng để đi sưu tầm xem anh em ạ, để ghép cặp cho nó, để vừa nuôi thả tự nhiên xem có thành công hay không anh em ạ. Mọi người nhìn thấy có một con chim mình đang chuẩn bị thả mấy con chim ra, thì có một con chim nó mò vào nhà này. À, hóa ra nó ăn khay sâu của mình. Thấy nó bạo anh em. Đấy, này vào hẳn trong nhà luôn. Đây, không biết có phải sâu xanh hay sâu đầu đỏ đấy, mình không rõ. Nó như kiểu nuôi thả anh em ạ, khôn đáo để ăn toàn những quả, ăn những cái con lột xác thôi anh em ạ, không ăn con già. Đây xem nha, chọn cái nữa xem có đúng không. Đấy. Mình đứng cách nó có gần 2 mét thôi. Đây, khoảng cách này. Mình đang chuẩn bị thả mấy con chim non cho nó ra, nó tập luyện ngắm tí anh em ạ. Đấy, nhưng mà nhìn thấy cảnh này lại thấy thú vị, quay cho anh em xem. Rất là bạo luôn, như chim mình nuôi luôn. Chắc là ngoài rét quá, kiếm ăn ở đây quen rồi. Mình hay để khay sâu ở trong này vậy anh em ạ. Đấy nha, xem có phải ăn. Đúng rồi anh em ạ, khôn não để cho toàn con nỏ thôi, bay rồi. Bay rồi anh em ạ. Bay ra ngoài kia rồi. Rồi bây giờ mình sẽ thả mấy chú chim non ra tí anh em nhé. Để tập cho nó hót và tập đấu. Đấy là cái cách thường xuyên mình huấn luyện những chú chim non. Ngoài những cái lúc mình để nó học dạo ngoài tự nhiên thì thỉnh thoảng mình vẫn là thả trong phòng này cho nó quen anh em ạ. Đoàn con non này cũng ở cùng với con này luôn anh em ạ. Cũng rất học giọng của F4 nhưng mà học có vẻ kém, không thấy hót giống mới. Chứng tỏ là cũng tùy con anh em ạ. Chim non thì nó cũng có tùy con nó tố chất, thái độ hay không. Đấy là trải nghiệm mình nuôi, mình quá trình mình nuôi chim non mình cũng biết. Tức là con chim gì rồi nó vẫn phải có tí tố chất thì nó mới học được anh em ạ. Đây, con F4 này đang gạn con này. Mọi người thấy nó đuổi nhau tốt không? Đuổi nhau bay rất là nhanh luôn. Đây đây đây. Em ơi, đây. Đây đây đây. Ui ui ui. Ui. Đây. Đang thích, đang thích. Bật à, bật à. Anh em ơi,
Cứ mưa gió thì không quay được chim ngồi ngắm cái này vui anh em ạ. Đấy. Con kia là mình nghĩ là con mái ấy. Thế nhưng mà mình ghép với con kia cho nên là nó lại không thích con này thì nó lại cứ 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 đuổi ấy thôi. Ui dồi, thôi 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 con đừng có nói nó, định bật cả sư phụ à, cả thầy à hả? Đây 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 đấy, đấy nó đuổi đấy. Ra đây ăn nhanh. Mỗi ngày mình chỉ có cho ra tập này khoảng độ nửa tiếng là được rồi, ok rồi anh em ạ. Ăn đi, con nghe đang tức anh em ạ, con nghe đang tức. Đâu còn con khuyên của mình ở đâu rồi ấy? À kìa, khuyên lên trên lóc rồi thôi. Rồi thế thôi, tí nữa vào mà đi chơi đi, lúc nữa. Ui giời ơi, anh em nhìn mình nhá. Đấy, anh em nhìn thấy con mồi non của mình nó hàng không? Mình mở cái video con F4 đi gọi bổi này mà nó đến này. Thằng càng. Đây nó bay lên nhá. Đấy, 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 đấy. Ôi giời, con này chui vào ăn chuối thì lúc nào ạ? Đây. Đây, đây, đây. Đây, đây, đây. Bánh ơi. Ích, 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 ích. Biết hết đấy anh em ạ. Thì đến đây thì mình cũng xin tạm dừng clip ở đây và hẹn mọi người những clip sau nhé. Đấy, lúc nãy có một con như kiểu là con đấy là không biết là chích điều gì nó vào tận cửa lúc mình chuẩn bị thả mấy con chim non thì nó vào tận tận cái khay khay sâu của mình để nó chọn những con đấy nó ăn anh em ạ. Đây đấy, cứ mưa rảnh mà nghịch như này cũng thấy thích anh em ạ, nuôi những chú chim này nó như kiểu thú cưng của mình ấy, cũng vui mọi người ạ. Đấy, nhiều anh em có cái cách chơi chim đấu nó có cái thú vui riêng mà nuôi chim non nó có cái thú vui riêng anh em ạ. Đây đây, khuyên vào đây. Đấy, chán này à. Thôi mình xin chào tất cả mọi người nhé và hẹn mọi người những clip sau nhé. Mình cho mấy chú chim này vào. Đấy, đây. Đấy, tranh nhau đấy. Đấy. Cái sâu này thì mình chỉ có nhử thôi nha anh em nhé, chứ mình cũng không cho ăn nhiều. Hôm nào mình thả nó ra thì mình cho nó nhịn đói khoảng độ trước khi mình thả thì mình bỏ cắm cám cái thức ăn ra khoảng 1 tiếng anh em ạ. Sau đó thì mình sẽ ấy cho nó sâu, dùng sâu hoặc là dế, có dế thì càng tốt để mình nhử cho nó vào lồng, mình huấn luyện cho nó dễ. Đó là cái cách nuôi chim con của mình, nó là như vậy thì nó sẽ rất là thuần. Để hôm sau, những hôm sau mình sẽ tiếp tục mình cập nhật tiếp anh em nhé. Hy vọng là nuôi được sau nó sẽ đấy, giờ nó súm lại này, tiểu đội luôn. Đây đây đây. À. À. Ui dồi ôi, đấy thấy chưa? Còn mình rất là dữ luôn. Nó cứ đuổi nhau túi tôi bụi vậy.